hoạt động bên lề hấp dẫn. Và với đội tuyển Brazil thì họ đã mang đến Qatar với một hình ảnh hết sức thú vị. Đội tuyển Brazil, đội bóng góp mặt muộn nhất tại Qatar đã thực sự làm mới mẻ bầu không khí tại thủ đô Doha thời điểm này với một bộ trang phục tông màu sáng đầy bắt mắt mà cũng không kém phần sang trọng lịch lãm khi bước xuống từ máy bay. Tất nhiên màn trình diễn thời trang đặc biệt cũng được tô điểm thêm bởi phong cách riêng của mỗi cá nhân cầu thủ bằng chiếc áo sơ mi mà mỗi người chọn riêng cho mình. Từ huấn luyện viên Tite, tiền vệ Casemiro, thủ thành Alisson Becker cho tới Neymar và những cầu thủ khác, mỗi người đều đã được thoải mái thể hiện cá tính của mình khi bước lên chuyến bay tới Qatar. Tất nhiên bên ngoài vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp này thì những anh chàng cầu thủ của đội tuyển Brazil vẫn rất thích chơi bóng. Cho dù đó có không phải là bóng đá đi chăng nữa thì tất cả cũng đều rất hào hứng được thử sức mình, ngay cả với một trò chơi vốn chỉ dành cho những cô cậu bé ở trung tâm thương mại như thế này. Trong khi đó, an ninh xung quanh các sân vận động và địa điểm lưu trú của các đội tuyển tại World Cup 2022 cũng đã được thắt chặt hơn bao giờ hết khi mà đã có hàng trăm ngàn cổ động viên đổ về Qatar từ khắp nơi trên thế giới trong những ngày qua. Cùng với đó thì rất nhiều những vị khách quý cũng như lãnh đạo các quốc gia cũng đã đến để tận hưởng bầu không khí lễ hội tại Doha. Trong đó có cả Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, một trong số những nhân vật quan trọng được xác nhận góp mặt tại lễ khai mạc và cũng dự khán ở các trận đấu tại World Cup sắp tới.